Hello anh em đã đến với kênh của Kimbi, anh em nhớ follow Kimbi để nhảy xuống khu vực đông người nhất. Anh em follow đi. Rồi, thế mình tự đi một mình vậy, mình sẽ xuống khu này luôn. Mình sẽ giảm tất cả những âm lượng của các bạn lại. Đây, mình thấy 4 đứa này. 4 đứa làm được. Nhạt đấy nhá, sấy rầm rầm rồi rồi. Marked a location. Và nay thì mình mắc toàn. I got supplies. À, nó ném bom này. Giờ đợi chúng nó sơ hở rồi mình sẽ sơ hở ra là mình bắn nhé. Nông một chắc chắn nó sẽ có người cứu, nó nhảy một thằng nhảy sẽ cứu thôi. Cùng thế anh em xong qua đây cứu cái nhá, đông quá. Anh em ơi, đông quá. Em di chuyển qua đây nhanh lên, không tôi sắp bốc hơi rồi. Nó còn 4 đứa nữa, bởi vì mới nấp thôi. Không gạt được. Nó bên kia khu nhà. Các bạn nhớ đăng ký kênh những chia sẻ ủng hộ Kiên Vi, có khả năng sống sót lâu hơn trong game này. Mình thở sắp đã tối rồi, thở sắp phải trợ lực oxy mất rồi, đông người. Đấy, chúng nó bắn khác. Đây mình leo lên nóc. Không. Còn ít nhất 4 đứa nữa. Gì mãi? Bên đây có thằng tên bên đây này. Nó bên đấy mà. Đông. Giờ ước gì có một cái cốt thôi. Tôi chỉ ước có một cái cốt. Có 3 nữa. Có 2 được. Nhờ đi không trúng cái cốt nào luôn. Quay đồng đội này, ném bom hay thế. Watch out. Thứ sáu cho mình, thứ sáu
Fastly nằm đất của mình như nào. Quá tuyệt vời luôn, như clear rồi. Cho xin x6 đi, cầm x6 lúc đi. Chưa có cái cốp nào. Watch out. Đâu? Nhà nào chấm lại nào? Watch out. Số 3 luôn. Cái số 3 lấy luôn rồi ấy chứ. Đến không kịp. Ba cũng được, x6 cũng được. X6 thì mình xáy tốt hơn. Bởi vì x3 mình xáy không quen. 12 cái luôn, ngon thế nhỉ. Đồ tốt, đồ tốt. Đồ tốt không biết. Để mình dùng các bạn. Đây rồi, lên đạn lại này. Tiếp tục nhặt rồi. Đi chuyện đi bắn nhau luôn. Game này quyết tâm lấy một thằng chục kim. Thính nhá. Ok, tới luôn. Đợi, lái la. Tôi sẵn sàng, tôi đang tới, tôi đang tới. Mở khát luôn. Ok, binh chỗ đi, tới luôn. Tảng đá hay dưới khu nhà rồi. Mark the location. Trên nóc nhà ha. Thằng này không có đồ gì, nghèo vãi trưởng. À, cái nhà gỗ này, nhà gỗ bắn mình này. Ừ, cán bộ bị bắn rồi, cán bộ làm im rồi. Hai thằng hay một thằng hay cán bộ ơi. Chơi số 4 nó an toàn. Bây giờ còn thằng trong nhà này không? Đó khi nó chạy ra ngoài này. Lia vừa đấy, Lia một tim rồi mà. Còn ở đâu nữa? Ôi xa thế cơ ấy. Rồi, được thêm mấy lần đam nữa. Nữa thằng trong nhà này chạy ra rồi ạ. À. Hóa ra nó đã công lên đến kia với số với team mình rồi. Lấy ít bom. Mark the location. Excellent work. Nhanh thế rồi.
bạn chơi máy gì ấy, mình chơi iPhone mà nhìn không thấy đâu luôn ấy. Các bạn bắn dầm dầm luôn. Mark the location. Ê, phòng to cốt 6 hết cỡ rồi, không nhìn thấy gì. Kìa kìa kìa, mở góc bắn kìa. Đang chạy kìa. Đang chạy xuống đôi kìa. Một thằng chạy xuống đồi rồi đấy, số 3 ăn ngon kìa. Thôi chúng ta vào bo lấy top 1 thôi. Đi chuyện bo đi. Bo nhỏ rồi. Lái ra, lái ra, chạy 3 kim. Thanh niên anh nghe cái gì nhỉ? Cán bộ à, đúng rồi, thanh niên cán bộ đi vào nhà kiểm tra hành chính bị nó xiên. Khổ thân bé, ai bảo vào xong đấy một mình đi, người ta phải tập thể. Bọn giờ nó manh động, thấy phát nó gạt luôn này. Mình có can xăng này đấy. Mình nghĩ nó quanh giữa khu nhà được không? Mới còn 5 đứa kìa. Tung một ít kêu rồi các bạn ạ. Bắn nhau. Dưới khu nhà rồi. À đây. Thấy ra kia rồi, ở hướng 210. Đối với đội mình chết. Nó có tảng đá rồi, nó có tảng đá cover rồi. Mình còn 29 viên đạn thôi. Đuối, mình lấy top 1 của cho các bạn luôn kìa.